chú ý xem cậu nam sinh này đang chạy, nhưng đột nhiên ngất xỉu. Giáo viên vội vàng cõng cậu về phòng y tế, nhưng lại không biết bộ quần áo trắng trên người mình đã nhuốm đầy máu. Tới phòng y tế, bác sĩ lại nói cậu đang trong kỳ kinh nguyệt, nhưng rõ ràng là một nam sinh mà, sao có thể tới tháng được chứ? Cậu nam sinh này tên là Thế Nam, là một học sinh trung học cơ sở bình thường. Sở thích của cậu là hàng ngày là chơi game và đọc tạp chí. Hôm nay, Thế Nam đột nhiên bị đau bụng, mẹ tưởng rằng là cậu chỉ đau bụng bình thường, liền đưa cho cậu một viên thuốc tiêu hóa, nhưng không ngờ là lúc Thế Nam đi học, lại đi tiểu ra toàn là máu tươi. Thế Nam sợ hãi không biết làm gì, có phải cậu ta tiểu ra máu không? Tôi thấy giống tới tháng hơn đó. Đối mặt với sự chế giễu của các bạn cùng lớp, Thế Nam vội vã chạy ra ngoài, về nhà và lên mạng để tìm hiểu lý do. Không tra thì không sao, vừa tra xong thì bất ngờ chưa bà già. Buổi tối mẹ cũng nhìn ra sự bất thường của cậu, đi theo vào nhà vệ sinh phát hiện ra máu, nhanh chóng đưa con trai tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi bác sĩ kiểm tra, không hề khám ra được điều gì bất thường. Sự lo lắng trong lòng Thế Nam lúc này mới nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt là không cần đi học một tuần, càng thích thú, tận hưởng cuộc sống chơi game đọc tạp chí. Không hề biết rằng một bước ngoặt khiến cậu sụp đổ sắp tới. Sau khi tới trường, bụng dưới của cậu lại bắt đầu đau. Lúc học chạy đã ngất xỉu ra sân trường học, giáo viên vội đưa cậu đến phòng y tế. Cảnh tượng trước mắt khiến bác sĩ vô cùng khiếp sợ. Sau khi bố mẹ Thế Nam nhận được tin, lập tức đưa con trai tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ điều trị chính tiến sĩ Lý mang tới cho họ một tin tức mà họ không dám tin. Thế Nam được chẩn đoán là giới tính phát triển dị thường, một người có hai bộ phận, sinh đẻ của cả nam lẫn nữ. Tiến sĩ Dương nói với bố mẹ Thế Nam, sau khi kiểm tra xác định nhiễm sắc thể gen trong cơ thể, nếu là Si thì làm con trai, SS thì làm con gái. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến họ khó có thể chấp nhận được, sợ rằng con trai không thể chịu nổi tin này. Bố mẹ cậu đã lựa chọn giấu nó đi, chỉ nói với cậu là một ca phẫu thuật đơn giản, do đây là ca bệnh vô cùng hiếm gặp. Trước khi phẫu thuật, tiến sĩ Dương dẫn theo học sinh của mình mượn cớ khám bệnh cho cậu, để bắt cậu bé phải chụp ảnh thuận tiện cho việc nghiên cứu sau này. Hành động này cũng khiến Thế Nam vô cùng sợ hãi. Dưới sự ngăn cản của bố mẹ cậu, họ mới dừng việc chụp ảnh lại. Cuối cùng bố mẹ cậu vẫn giấu cậu, ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Bây giờ kết quả kiểm tra của họ là SS, vì vậy cách tốt nhất là chuyển giới tính của cậu thành giới tính nữ. Sau khi phẫu thuật xong, sẽ nuôi cậu như một đứa con gái. Sau khi biết chuyện mình sẽ trở thành con gái, tinh thần Thế Nam gần như đã hoàn toàn sụp đổ. Ngày nào cũng dùng cách tuyệt thực để phản đối. Cho dù cuộc phẫu thuật đã qua được một tháng, nhưng Thế Nam vẫn cảm thấy người cậu rất là đau đớn. Ngày nào cũng dùng thuốc giảm đau. Tiến sĩ Dương giải thích đó là đau tưởng tượng, trong lòng không thể chấp nhận. Ánh mắt Thế Nam nhìn bác sĩ toàn là sự căm hận. Để cậu có thể nhanh chóng thích nghi thân phận này, tiến sĩ Dương yêu cầu bố mẹ cậu để cậu sống với những thói quen như một đứa con gái. Đổi tất cả đồ dùng của cậu thành màu hồng, đến ngay cả tóc cũng dần đổi thành tóc dài, và sinh nhật cũng trở thành búp bê baby. Thế Nam dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi thứ, sau đó chậm chậm đưa con búp bê cậu chán ghét này đưa vào trong đống nến. Ngày nào cũng uống thuốc trầm cảm, nhốt mình ở trong nhà để cậu thích nghi với cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ cậu đã quyết định rời khỏi thành phố đang sống, chuyển đến một trường mới, đồng thời đổi tên của cậu thành Thơ Lan. Cho dù cậu không muốn chấp nhận, cũng không có cách nào thay đổi sự thật nữa rồi. Giống như một con búp bê được điều khiển bằng dây, nghe theo mẹ dạy cậu cách làm một cô gái. Cô giáo mới trong trường dẫn cậu vào lớp học, các bạn đều khen ngợi cậu da trắng trông rất đáng yêu. Những lời nói này nếu là con gái nghe thấy sẽ đều cảm thấy là những lời khen, nhưng trong mắt cậu những lời nói này như đang chế nhạo cậu. Trong lòng cậu vẫn luôn cho rằng mình là giới tính nam, đặc biệt là khi nhìn cô bạn xinh đẹp cùng bàn, không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta. Nhưng giây sau đó đã xảy ra chuyện khiến cậu vô cùng ngại ngùng. Thơ Lan vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, nhưng do thói quen đã đi nhầm vào nhà vệ sinh, khiến cho đám con trai giật mình. Sau khi tâm trạng ổn định, cậu mới nhận ra bạn cùng bàn đang giúp mình lau ghế. Hành động này cũng khiến cậu có thiện cảm với cô bạn này hơn. Thiên Kỳ biết cô bạn cùng bàn là đầu đến tháng, liền chủ động dẫn bạn đi mua băng vệ sinh. Cũng là lần đầu tiên cậu có một người bạn thực sự. Thiên Kỳ thường dẫn cậu đi dạo phố, đi mua quần áo, làm móng làm tóc. Cậu cũng dần giống với một đứa con gái hơn. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Thiên Kỳ, trong lòng cậu lại không ít cảm giác rung động. Dưới sự giúp đỡ của Thiên Kỳ, cậu lại được nhiều người thích hơn, thậm chí còn nhận được thư tình của hot boy trường. Nhưng đối với những lời tỏ tình như vậy, cậu lại cảm thấy phiền phức hơn. Nhưng cái phản ứng này dưới góc nhìn của cô bạn cùng bàn lại là xấu hổ. Lúc tan học, cô bạn nhiều chuyện trong lớp A Phương đã tự ý lục lọi cặp của cậu, muốn xem bức thư tình kia viết cái gì. Lại nhìn thấy lọ thuốc chữa trầm cảm của cậu. Một ngày nọ, Thơ Lan mời Thiên Kỳ đến nhà mình chơi. Thiên Kỳ bị bộ máy tính của cậu thu hút, mở ra nhìn thấy ở ảnh nền mảnh tính là một chàng trai có vẻ ngoài giống Thơ Lan. Sợ bạn thân không chấp nhận được chuyện của mình, nên cậu đành lừa cô ấy. Đó là cậu em trai đã mất của mình. Cái ôm của Thiên Kỳ khiến Thơ Lan cảm nhận được sự ấm áp lớn nhất. Vì để đeo được cặp bông tai mà Thiên Kỳ tặng sinh nhật, cậu đã nhịn đau mà đi bắn lỗ tai. Hôm sinh nhật, lúc hai người ngồi trên xe bus, đã gặp một tên biến thái. Do sợ hãi nên cậu không dám lên tiếng. Sau khi Thiên Kỳ nhìn thấy, liền đứng dậy cho tên lưu manh một bài học. Sự dựa dẫm của cậu vào cô bạn thân này cũng được tăng lên. Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí,
nói hết sự thật với cả Thiên Kỳ, nhưng Thiên Kỳ lại không hề chế nhạo cậu. Nhưng có một ngày A Phương tìm Thiên Kỳ, dùng chuyện thơ làm uống thuốc trầm cảm, để đuổi Thơ Lan ra khỏi lớp. Người bị bệnh tâm thần sẽ phát bệnh bất kỳ lúc nào. Để bảo vệ Thơ Lan, chứng minh cậu không phải là người thần kinh, Thiên Kỳ đánh phải nói ra cái bí mật đó. Tớ nói với cậu một chuyện. Ừ, nhưng cậu phải thề rằng tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Cô gái bị bạo lực học đường, nếu so với việc bị đánh, đánh sợ hơn là bạo lực về tinh thần của họ. Bên cạnh lại có người như cậu, Thiên Kỳ hối hận khóc lóc. Cô không ngờ rằng A Phương lại đem chuyện đó đi nói hết cho mọi người biết. Sau khi biết chuyện người bạn thân nhất phản bội mình, cậu không thể chấp nhận được. Nhưng những người bạn này, họ không định cứ như vậy mà bỏ qua cho cậu, không cho phép cậu xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ, thậm chí còn đánh cậu. Một số những đứa còn có những hành động đáng sợ hơn, ép cậu vào góc tường. Sau đó lúc soát người cậu, may mà Thiên Kỳ đến kịp, đuổi những người đó đi, nhưng cậu đã không thể tha thứ cho người bạn này. Sau đó cậu chạy về nhà và nhốt mình ở trong phòng, điên cuồng đập đồ để trút giận, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống, thức đêm chơi game. Bố mẹ cậu cũng hết cách, đành phải liên hệ với tiến sĩ Lý, sắp xếp cuộc điều trị mới. Học sinh của tiến sĩ Dương nhìn thấy cậu, nhìn thấy sự thay đổi của cậu đã nói một câu: xem ra tác dụng của estrogen cũng rất lớn. Estrogen gì cơ? Chính là thuốc tiến sĩ Lý của chúng tôi cho em uống đó. Đó không phải là thuốc trị trầm cảm sao? Cậu không dám tin, thuốc trầm cảm mà mẹ cậu vẫn luôn bảo cậu uống lại là estrogen. Giống như việc ban đầu chưa từng hỏi ý kiến cậu, đã quyết định làm phẫu thuật, từ trước đến giờ chưa bao giờ từng tôn trọng cậu. Trong ánh mắt cậu xuất hiện càng nhiều sự thất vọng và kinh hãi. Trong lòng cậu từ trước tới giờ đều là một đứa con trai. Thân phận hiện tại chỉ khiến cho cậu không biết làm thế nào để thích nghi. Chỉ có thể một mình đau khổ khóc trong bóng tối. Vốn dĩ con rất bình thường, tại sao phải đưa con đi phẫu thuật? Không có cách nào cả. Mọi người đều lừa con. Bố mẹ lừa con làm gì? Là tiến sĩ Lý nói. Tiến sĩ Lý nói nếu con tiếp tục làm con trai thì sẽ không có cách nào sinh con. Từ trước tới giờ chưa từng có ai hỏi ý kiến của cậu ấy. Chỉ có một câu là tốt cho con. Thơ Lan tìm đến nhà tiến sĩ Lý hỏi ông ta tại sao tước đi quyền làm con trai của cậu. Sau khi tiến sĩ Lý nghe xong, không những không có lời an ủi nào, ngược lại còn nói mạng của cậu là do ông cứu. Không yêu cầu cậu phải cảm ơn ông ta, thậm chí còn thật lòng coi cậu là con gái mình. Câu nói này trong mắt cậu là những lời chế nhạo. Ông không hề coi tôi là con gái ông. Tôi chẳng qua chỉ là tác phẩm của ông mà thôi. Ông chưa bao giờ tôn trọng sinh mệnh của tôi. Trên đường cậu về nhà, thịt lợn trên bàn của người bán thịt và những con cá trên thớt đang giãy giụa, giống như cậu không có cách nào lựa chọn cách sống. Cậu về đến nhà mình mặc váy và trang điểm thật lộng lẫy, những động tác kỳ lạ giống như con rối. Cậu để lại cho tiến sĩ Lý câu nói cuối cùng chính là: ông hủy hoại cuộc đời tôi sẽ hủy hoại tác phẩm của ông.